Từ hôm nay, anh Ken Martin sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý chim muông trong vườn chim của hoàng gia nha. Tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi đã bỏ công sức nghiên cứu, tìm tòi tất cả những loài chim muông trên đời này. Cuối cùng tài năng của tôi cũng được hoàng đế trọng dụng. Trời ơi, cái vườn này có khi còn rộng hơn cả thị trấn quê tôi nữa. Nói thế cũng chẳng hoa đâu, vườn hoàng gia rất rộng. Anh có khi phải đi mấy ngày mới hết ấy chứ. Nghe nói anh rất thông thạo về chim chóc. Đúng vậy, đó hầu như là chuyên môn của tôi. Tôi biết rất nhiều loại chim, chỉ cần nhìn qua thì có thể gọi tên được loài chim đó. Ồ, thế chứ có dạy mà gọi. Gọi hết tên chim ở đây, anh khả năng sẽ á khẩu, liếu lưỡi nghiêm trọng đấy. Nhiều loài lạ lùng lắm, anh chẳng biết hết được đâu. Tôi tin là tôi sẽ đọc được hết tên chúng một cách suôn sẻ. Vậy thì tốt quá rồi, cố gắng làm việc tốt nhé anh bạn. Đức vua rất mê chim chóc, anh coi sóc tốt chúng thì chắc chắn sẽ được ngài thưởng hậu đấy. Không biết chừng sớm được thăng quan tiến chức.